Ngày hôm nay thì em xin được trình bày báo cáo về vai trò của các thuốc điều trị sinh học trong điều trị viêm thận lupus. Đây là nội dung báo cáo ngày hôm nay, bao gồm có 3 phần. Thứ nhất là về đại cương và viêm thận lupus. Thứ hai là các thuốc sinh học trong điều trị viêm thận lupus. Và phần 3 là phần kết luận. Như chúng ta đã biết thì lupus bắt đầu hệ thống là một bệnh lý tự miễn hệ thống có tổn thương đa cơ quan và với tần suất mắc từ 20 đến 150.000 ca trên 100.000 dân và tuổi khởi phát thường ở giai đoạn trưởng thành từ 16 đến 55 tuổi. Trong đó tỷ lệ nữ chia cho nam giới là 9 chia 1. Và cái thời gian sống sót sau 5 năm mà là từ 50% năm 1950 đã tăng lên là 85% sau 10 năm năm 2013 được do sự tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên thì cái tổn thương thận vẫn là một trong những tổn thương mà là một trong yếu tố tiên lượng bệnh. Về sinh bệnh học của lupus ban đầu hệ thống được đặc trưng bởi sự hình thành và sự trình diện của các cái tự kháng nguyên cho các tế bào có thẩm quyền miễn dịch, trong đó có các cái tương bào đuôi gai, có các đại thực bào, lympho bào T, lympho bào B, dẫn đến sự tăng sản xuất các tiết 1 của interferon gamma và kích thích sản sinh và tăng sinh lympho bào B chuyển dạng thành tương bào, hình thành các cái kháng thể và sự kết hợp của tự kháng thể với kháng nguyên dẫn đến sự lắng đọng của phức hợp miễn dịch tại các cái mô cơ quan hoạt hóa bổ thể dẫn đến phá hủy mô. Theo hướng dẫn khuyến cáo điều trị năm 2019 của Hội Khớp học Châu Âu thì trong điều trị thể nhẹ, trung bình và nặng thì hydroxychloroquine và corticoid vẫn là điều trị nền trong các cái thể bệnh này. Tuy nhiên đối với trong những trường hợp mà thể bệnh trung bình và nặng thì các thuốc ức chế miễn dịch và hai thuốc sinh học là belimumab và rituximab đã được chứng minh có hiệu quả trong các cái trường hợp thể vừa và thể nặng. Và trong tổn thương thận lupus thì tổn thương thận lupus thì thường gặp ở 50% bệnh nhân bị lupus ban đầu hệ thống. Mặc dù có những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, tuy nhiên thì vẫn có 35% tái phát với các liệu pháp miễn ức chế miễn dịch cơ bản và có 5-20% trường hợp bệnh nhân tiến triển thành bệnh thận mãn tính sau 10 năm. Và do việc sử dụng của các thức ức chế miễn dịch, do đó làm tăng các cái nguy cơ nhiễm trùng ác tính và suy buồng trứng. Do đó, việc phát triển cái nhu cầu có các cái thuốc mới trong điều trị tổn thương thận lupus là cần thiết. Theo cái khuyến cáo điều trị năm 2006 của Hội Thận học Quốc tế thì điều trị thận lupus gồm có hai giai đoạn: điều trị giai đoạn tấn công và điều trị giai đoạn duy trì. Điều trị giai đoạn tấn công bao gồm methylprednisolone 1g trong 3 ngày và phối hợp với cyclophosphamide hoặc là MMF trong vòng 6 tháng, thì tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế mà chúng ta có thể lựa chọn endosan hay là MMF. Sau giai đoạn điều trị tấn công sẽ là bắt đầu giai đoạn điều trị duy trì, bắt đầu với liều thấp của prednisolone và MMF hoặc là azathioprine. Các cái thuốc mà điều trị hiện tại, tức là các cái thuốc ức chế miễn dịch ấy, thì hầu như là tác động lên tất cả các cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch. Do đó, vô hình chung thì có thể làm gia tăng các cái nguy cơ mà gây ra suy giảm miễn dịch hệ thống. Do đó, nếu mà chúng ta có thể phát triển được những cái thuốc mà có tác động chọn lọc lên các cái tế bào đích thì sẽ hạn chế những cái nguy cơ này. Và đây chính là xu hướng trong tương lai. Phần thứ hai thì em sẽ trình bày về các cái thuốc sinh học trong điều trị viêm thận lupus. Thì như chúng ta đã biết, trong cơ chế sinh bệnh học có vai trò quan trọng nhất của lympho bào B, lympho bào T và các vai trò của các cytokine và các cái bổ thể, thì em sẽ đi lần lượt từng phần. Thứ nhất là về các thuốc tác động đến lympho bào B. Các cái thuốc tác động đến lympho bào B với mục đích là làm gia tăng cái quá trình chết theo chương trình của lympho bào B hoặc là tác động đến các yếu tố mà gây ra hoạt hóa lympho bào B, dẫn đến làm giảm sản xuất tự kháng thể, dẫn đến làm giảm viêm. Và các thuốc đã được chứng minh như là thuốc kháng CD20, kháng CD22 hoặc là kháng thụ thể của yếu tố hoạt hóa lympho bào B. Thuốc đầu tiên đó chính là rituximab. Rituximab là kháng thể kháng CD20. Kháng CD20 được sử dụng trong điều trị lupus ban đầu hệ thống trong thử nghiệm EXPLORE. Và trong cái nghiên cứu này thì được tiến hành năm 2010 trên những trường hợp mà bệnh nhân lupus ban đỏ thể vừa và nặng, và các bệnh nhân thì được
ngẫu nhiên chẩn đoán được điều trị với rituximab trong tuần thứ nhất và tuần thứ hai và sau 6 tháng nhắc lại một đợt từ tuần 24 và tuần 28, và đánh giá hiệu quả điều trị sau 52 tuần và cũng như theo dõi sau đó là 7 đến tuần thứ 78. Và tổng số bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu là 257 bệnh nhân, trong đó 169 bệnh nhân được nhận rituximab và 88 bệnh nhân được nhận giả dược. Và liều rituximab ở đây là 1000mg trong một liều. Và đánh giá đáp ứng điều trị sau 52 tuần điều trị thì cho thấy là cái tỷ lệ đáp ứng của những bệnh nhân mà điều trị rituximab thì không khác biệt so với khi mà điều trị với giả dược. Tuy nhiên, điểm mạnh của nghiên cứu này đã chỉ ra đó là việc điều trị với rituximab làm giảm cái nồng độ kháng thể kháng chữa kép trong huyết tương, cũng như làm giảm bổ thể, nồng độ bổ thể trong huyết tương. Do đó, các tác giả đặt ra giả thuyết liệu có hay không rituximab sẽ có vai trò hơn trong điều trị tổn thương thận lupus. Đó chính là khởi đầu của thử nghiệm lâm sàng Luna tiến hành năm 2012, được hoàn thành năm 2012. Tuy nhiên, ở trong nghiên cứu này thì để hạn chế nhiễu thì tất cả các bệnh nhân được điều trị nền là MMF và glucocorticoid, và trên 144 bệnh nhân phân liều ngẫu nhiên là chia đôi, 50% là điều trị với rituximab và 50% điều trị với giả dược. Thì trong nghiên cứu này cũng sau 52 tuần điều trị và theo dõi thì không có sự khác biệt giữa nhóm điều trị bằng rituximab và điều trị bằng giả dược. Và cũng giống như là trong cái nghiên cứu mà Explore, thì cái nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng việc điều trị với rituximab mặc dù đã làm giảm cái lượng lympho vào B trong máu, làm giảm cái nồng độ kháng thể kháng chữa kép và làm giảm C3, nhưng nó không cải thiện cái outcome là tổn thương thận. Do đó, liệu có hay không chúng ta cân nhắc việc dùng rituximab cho bệnh nhân lupus ban đầu hệ thống. Tuy nhiên thì hiện tại đối với trong những trường hợp mà bệnh nhân mà khi mà kháng trị với các cái điều trị cơ bản như là cyclophosphamide hoặc là MMF, thì trong trường hợp đó rituximab vẫn là một lựa chọn. Và thuốc thứ hai cũng là một thuốc kháng CD20, đó là ocrelizumab. Cái thuốc này thì khác với CD20 đó, kháng với rituximab là thuốc này có nguồn gốc hoàn toàn của người. Và nghiên cứu này cũng được thực hiện trên các bệnh nhân mà có tổn thương thận mà hoạt động đấy, tức là tổn thương class 3 và class 4. Tuy nhiên thì với cho những khác với nghiên cứu của rituximab thì nghiên cứu với ocrelizumab thì được tiến hành theo liều là liều 400 và liều 100 1000, và với chỉ điều trị 4 đợt là tuần thứ nhất và tuần thứ hai và tuần thứ 16 và tuần thứ 32, và cũng đánh giá đáp ứng sau đến tuần thứ 52. Thì trong giai đoạn đầu tiên thì ocrelizumab cũng đã chứng minh có hiệu quả hơn so với rituximab trong cải thiện đáp ứng thận. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã phải dừng sau 48 tuần do những cái tác dụng phụ liên quan đến nhiễm trùng. Và một thuốc thứ hai liên quan đánh giá đến tác động đến các lympho vào B, đó chính là đánh giá tác động đến các yếu tố hoạt hóa lympho vào B, đó chính là belimumab. Và nghiên cứu được hoàn thành năm 2020. Có 448 bệnh nhân thì được chia làm hai nhóm nghiên cứu, một là giả dược, hai là điều trị với belimumab. Và belimumab thì điều trị với liều 10mg trên kg. Và trong 3 liều đầu thì là với 3 liều đầu cách nhau 2 tuần, và những cái liều sau thì cách nhau 1 tháng, và điều trị 1 tuần, 100 trong 100 tuần và đánh giá sau 104 tuần. Và khác với rituximab thì belimumab đã chứng tỏ rằng mình có hiệu quả hơn so với rituximab trong các cái trường hợp mà tổn thương thận khi mà kết thúc 104 tuần. Và cũng như và các tác giả cũng đã tìm thấy là cái đáp ứng thận nó cũng đã giảm sớm hơn, tức là đến tuần 52 mà chúng ta cũng đã thể nhìn thấy được đáp ứng thận khi mà điều trị với belimumab so với điều trị giả dược. Và theo thời gian thì theo phân tích của tuyến tính thì rõ ràng là điều trị với belimumab có hiệu quả hơn so với điều trị giả dược, nhóm điều trị giả dược trong cái cải thiện chức năng thận. Về tính an toàn của belimumab thì các cái phân tích mà hồi quy tuyến tính cho thấy các cái yếu tố nguy cơ mà tử vong khi mà điều trị với belimumab thì thấp hơn so với điều trị giả dược, và
các cái tác dụng phụ liên quan đến belimumab thì gần như là tương đương với các thuốc giả dược. Do đó, belimumab đã chứng minh được tính an toàn của mình trong điều trị. Và do đó, belimumab mở ra một cái hướng điều trị mới trong trường hợp những bệnh nhân mà tổn thương thận lupus. Và nhóm thuốc thứ hai mà em xin được trình bày đó chính là nhóm thuốc mà tác động đến các cái lympho bào T. Các cái nhóm lympho bào T thì sẽ tác động đến cái chất gắn CD40 hoặc là đối kháng cạnh tranh với CLTA4. Thuốc thứ nhất đó là rublizumab hay là kháng cái chất gắn CD40, và nghiên cứu này được tiến hành trên 28 bệnh nhân với cái liều điều trị của là 20mg trên kg cân nặng. Và trên cái nghiên cứu này thì cũng trong 3 liều đầu thì cũng được sử dụng trong 2 tuần, và sau đó là 4 liều điều trị tiếp sẽ được sử dụng trong vòng 1 tháng. Và cái nghiên cứu này đã chỉ ra rằng rõ ràng là cái rublizumab có cải thiện cái khả năng giảm cái tình trạng tiểu máu và làm giảm cái nồng độ kháng thể, làm giảm cái tình trạng mà tăng làm giảm cái tình trạng mà giảm tình trạng bổ thể. Tuy nhiên, cái nghiên cứu này đã phải ngưng sớm liên quan đến biến chứng tắc mạch, bởi vì các cái bệnh nhân khi mà điều trị với rublizumab ấy, thì đã xuất hiện cái nhồi máu cơ tim sau khi điều trị, và do đó nhóm nghiên cứu đã quyết định dừng, không tiến hành điều trị tiếp. Và một nhóm nữa đó chính là các nhóm đối kháng cạnh tranh CLTA4. Thì nhóm này trên nền điều trị với một bệnh nhân mà đang điều trị với cyclophosphamide, điều trị với phối hợp với azathioprine, thì cái nghiên cứu này đã cho thấy rằng không có hiệu quả khi điều trị với đối kháng cạnh tranh CLTA4 so với giả dược. Và một nhóm cuối cùng đó là các cái thuốc tác động đến cytokine và bổ thể. Thì thực ra thì với các cái nhóm thuốc này thì hiện tại chưa có một cái nghiên cứu nào được tiến hành trên tổn thương thận lupus, mà chỉ được tiến hành trên các cái bệnh nhân mà lupus ban đầu hệ thống được hoạt động. Và các cái như chúng ta đã biết ở đây rất là nhiều các cái cytokine mà đóng vai trò trong quá trình viêm của lupus ban đầu hệ thống, như là interleukin 23, interleukin 6, TNF alpha hoặc là interferon gamma, cũng như là bổ thể. Do đó các cái thuốc sinh học được sinh ra để làm giảm cái nồng độ của các cái cytokine này hoặc làm giảm cái gắn của các cytokine này đối với các cái thụ thể. Thì các cái thuốc này, thì cái thuốc đầu tiên mà như chúng ta đã thấy nhìn trong cơ chế bệnh sinh ấy, thì interferon gamma nó chính là cái thuốc, cái cytokine mà có vai trò quan trọng nhất trong sinh bệnh học của lupus ban đầu hệ thống. Vậy thì cái interferon gamma này với cái tên gọi của nó là sifalimumab, thì cái này cũng là chỉ là một cái nghiên cứu mà trên số lượng bệnh nhân cũng rất là nhỏ. Và nghiên cứu đã chỉ ra rằng là khi mà điều trị với sifalimumab thì đã làm giảm 45-60% điểm hoạt động của lupus sau 52 tuần điều trị. Và đây cũng là một trong những điều trị hứa hẹn trong tương lai cho những trường hợp mà bệnh nhân có thể là tổn thương thận lupus. Và một nhóm thuốc nữa mà cũng rất là quen thuộc đối với các bác sĩ điều trị viêm khớp dạng thấp, đó chính là kháng cái thụ thể interleukin 6, ở đây là tocilizumab. Thì ở trong những trường hợp bệnh nhân này thì đây chính là một cái nghiên cứu mà thử nghiệm pha 1 ạ. Và cái nghiên cứu thử nghiệm pha 1 này thì thấy có rõ ràng là có cái giảm cái điểm hoạt động lupus. Tuy nhiên thì khi mà điều trị với tocilizumab thì các tác giả thấy có sự giảm rất là nhanh cái bạch cầu đa nhân trung tính trong máu. Do đó là các tác giả đang cân nhắc là xem cái liều nào mà tối ưu cho trường hợp bệnh nhân điều trị bệnh nhân lupus ban đầu hệ thống. Và một cái thuốc cuối cùng, điều trị cuối cùng mà em muốn nói ở đây đó chính là các cái thuốc kháng TNF-alpha. Thì cái thuốc kháng TNF-alpha này thì được áp dụng trong điều trị rất là nhiều các cái thể bệnh như chúng ta có thể gặp. Ví dụ giả sử là trong viêm khớp dạng thấp cũng có, trong viêm khớp thiếu niên cũng có, trong vẩy nến cũng có, trong bệnh Behçet cũng có, trong cái bệnh con cũng có, hoặc là cái viêm loét đại trực tràng cũng có, và trong lupus cũng có. Tuy nhiên thì cái trường hợp mà đây cỡ mẫu nó vẫn rất là nhỏ, và các tác giả cũng đã thấy là nó có cải thiện ở các cái trường hợp lupus ban đầu hệ thống có tổn thương thận và có tổn thương phổi kẽ. Tuy nhiên thì cần nhiều hơn các cái nghiên cứu pha 2, pha 3 để đánh giá liệu có thật sự là các cái thuốc này có vai trò trong điều trị tổn thương thận lupus hay không. Về kết luận của em trong bài báo cáo ngày hôm nay thì thứ nhất là cái tổn thương thận lupus thì điều trị cơ bản vẫn là các thuốc ức chế miễn dịch, và các thuốc ức chế miễn dịch cùng với corticoid thì vẫn là các cái thuốc điều trị mà gần như là cần thiết cho những trường hợp trong điều kiện ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Và các thuốc sinh học ngày nay ở Việt Nam thì có rất là nhiều các cái thuốc sinh học để đưa vào,
Tuy nhiên cái giá thành của nó, cái thứ hai là cái hiệu quả của nó vẫn cần phải đánh giá, và nó cũng là một cái hướng đi mới trong điều trị bệnh nhân lupus ban đầu hệ thống khi mà bệnh nhân hoàn toàn có điều kiện. Và ở đây thì như các cái nghiên cứu mà đã em đã đưa ra ở đây thì rõ ràng belimumab và rituximab vẫn là hai lựa chọn mà chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc cho các trường hợp bệnh nhân khi mà kháng với các cái điều trị cơ bản là endosan hoặc là MMF. Và với các cái nghiên cứu tiềm năng liên quan đến cytokine hoặc là các cái nghiên cứu liên quan đến bổ thể thì rõ ràng cần có nhiều nghiên cứu hơn trong tương lai để đánh giá thêm vai trò cũng như là tính an toàn của các thuốc trong điều trị tổn thương thận lupus. Em xin kết thúc bài trình bày và các bạn hôm nay. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.